Trung Quốc cảnh báo về các biện pháp đáp trả khi Mỹ chấp thuận bán vũ khí 1,1 tỷ đô la Mỹ cho Đài Loan. Trung Quốc đã cảnh báo Hoa Kỳ sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả sau khi chính quyền Biden thông qua hơn 1,1 tỷ đô la bán vũ khí cho Đài Loan. Phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc Liu Pengyu hôm thứ Bảy cho biết Trung Quốc kiên quyết phản đối việc mua bán này gây nguy hiểm nghiêm trọng cho quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ và hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan, đồng thời kêu gọi Washington thu hồi ngay lập tức. Bình luận của Liu trên Twitter được đưa ra sau khi chính quyền Biden hôm thứ Sáu chính thức thông báo với Quốc hội về doanh số được đề xuất, bao gồm tối đa 60 tên lửa chống hạm và lên đến 100 tên lửa không đối đất bộ ngoại giao cho biết việc mua bán này phù hợp với chính sách lâu dài của hoa kỳ là cung cấp vũ khí phòng thủ cho hòn đảo và mô tả việc cung cấp nhanh chóng những vũ khí như vậy là cần thiết cho an ninh của đài loan tuy nhiên trung quốc đã cáo buộc mỹ can thiệp vào những gì họ coi là công việc nội bộ của mình đảng cộng sản trung quốc tuyên bố đài loan một nền dân chủ tự quản là một phần lãnh thổ của họ mặc dù chưa bao giờ quản lý nó và từ lâu đã thề sẽ thống nhất hòn đảo này với lục địa trung quốc bằng vũ lực nếu cần thiết Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và làm suy yếu chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc bằng cách bán vũ khí cho Đài Loan. Lưu viết trên Twitter, ông Lưu nói: "Nó gửi những tín hiệu sai lầm cho các lực lượng ly khai Đài Loan độc lập và gây nguy hiểm nghiêm trọng cho mối quan hệ Trung Mỹ cũng như hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan". Ông kêu gọi Mỹ tôn trọng các cam kết đối với nguyên tắc một Trung Quốc và kết thúc loạt tweet của mình bằng cách nói Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể xâm phạm của Trung Quốc. Đồng thời cảnh báo Trung Quốc sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp đáp trả chính đáng và cần thiết căng thẳng mỹ trung đã tăng vọt kể từ khi chủ tịch hạ viện nancy pelosi đến thăm đài loan vào tháng trước trung quốc đã cảnh báo pelosi không nên thực hiện chuyến đi và đáp trả bằng cách ra lệnh cho các cuộc tập trận quân sự kéo dài nhiều ngày quanh hòn đảo sau khi cô ấy rời đi hôm thứ bảy đài loan cho biết họ rất hoan nghênh vụ mua bán vũ khí mới nhất và cảm ơn chính phủ mỹ đã tiếp tục thực hiện các cam kết an ninh đối với đài loan trước những hành động khiêu khích quân sự liên tục gần đây của trung quốc và những thay đổi đơn phương về hiện trạng và gây ra khủng hoảng quyết tâm tự vệ của đài loan là vô cùng vững chắc bộ ngoại giao đài loan cho biết trong một tuyên bố hôm thứ bảy đợt mua bán vũ khí này bao gồm một số lượng lớn các loại tên lửa khác nhau cần thiết để tăng cường khả năng tự vệ của đài loan điều này thể hiện đầy đủ rằng chính phủ mỹ coi trọng nhu cầu quốc phòng của đài loan hỗ trợ đất nước chúng tôi có được các thiết bị cần thiết quốc phòng kịp thời và nâng cao khả năng bảo vệ tổ quốc trong một vụ việc nhấn mạnh căng thẳng gia tăng quân đội đài loan đã bắn hạ một máy bay không người lái bay lơ lửng trên một trong những tiền đồn trên đảo của họ ngay ngoài khơi bờ biển trung quốc vào hôm thứ năm trước đó một ngày đài loan cho biết họ đã cảnh báo về các máy bay không người lái bay lượng trên ba trong số các hòn đảo mà họ chiếm giữ ngoài khơi thành phố cảng hạ môn của trung quốc